Kính thưa bà con nông dân các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long thân mến, thì sau đây tôi xin tóm tắt lại cái phần chia sẻ trình bày của tôi để giúp cho bà con sắc kẹo lại, để giúp bà con chúng ta nhớ gọn hơn, ngắn gọn và bà con dễ nhớ hơn về hai sản phẩm mà chúng tôi đã chia sẻ, đó là sản phẩm Relax Extra và Newtec. Thì đối với sản phẩm Relax Extra 325SC, đây là một cái sản phẩm bà con nhớ là sẽ giúp cho nâng tầm gạo Việt Nam lên một cái vị thế mới trên chính trường xuất khẩu của thế giới. Và chính nhờ yếu tố này giúp gạo xuất khẩu của Việt Nam vươn xa khỏi Thái Lan trong khu vực, các nước trong khu vực. Thì cái điều đầu tiên mà chúng tôi muốn chia sẻ với bà con là sản phẩm Relax Extra, đây là sản phẩm dùng để đặc trị bệnh đốm vàng và lem lép hạt. Đặc biệt đối với bệnh lem lép hạt là do tập đoàn nấm, tức là nhiều dòng nấm gây ra, và một số loại thuốc trên thị trường hiện nay đã kháng thuốc, thì Relax Extra rất hiệu quả để phòng trừ cho những cái nhóm đối tượng này. Cái thứ hai là khi sử dụng Relax Extra phun trên cái ruộng lúa của chúng ta, thì Relax Extra phun vào ngay giai đoạn nuôi rầm là sẽ giúp cho Relax Extra sẽ giúp cây lúa chúng ta chỗ một cách đồng loạt vô gạo nhanh. Điều này có ý nghĩa rất là lớn trong cái điều kiện mà mưa bão. Cái thứ hai là Relax Extra 325SE sẽ giúp hiệu quả cao đối với bệnh lem lép hạt và bệnh đốm vàng, nhất là những cái khu vực mà bệnh lem lép hạt đã kháng các dòng thuốc hiện nay đang có trên thị trường. Và cái thứ ba là Relax Extra sẽ giúp tối ưu hóa năng suất và chất lượng xuất khẩu hạt gạo chúng ta xuất khẩu. Chính ba cái yếu tố này sẽ giúp cho hạt gạo của chúng ta vươn tầm ra thế giới. Liều lượng bà con khi sử dụng và cái phun vào lúc nào, thì như tôi đã chia sẻ với bà con có thể phun Relax Extra vào bất kỳ giai đoạn nào của cây lúa cũng được. Tuy nhiên các nhà khoa học sinh viên ta nghiên cứu thấy rằng nếu bà con phun cái Relax Extra vào ngay cái giai đoạn nuôi đồng, tức là vào lúc cây lúa khoảng 50-60 ngày, hay là hồi nãy tôi có chia sẻ với bà con là cái lá đồng với lá thứ hai cách nhau bằng nhau hoặc cách nhau cộng trừ 2 cm, thì lúc đó là cái thời điểm phun Relax Extra sẽ mang lại cái hiệu quả nhất. Cây lúa lúc đó nó sẽ hấp thu Relax Extra tối ưu nhất những cái gì, những cái tinh hoa của cái Relax Extra, và được cây lúa hấp thu vào giai đoạn này tốt nhất, và đồng thời nó sẽ giúp bảo vệ cái bông lúa từ lúc còn tượng hình trong cái cây lúa một cách tốt nhất. Và Relax Extra này khi bà con sử dụng, bà con có thể sử dụng với cái liều 0,4 lít trên 1 hecta, bà con có thể phun là bằng bình 16 lít cũng được, hoặc phun bằng ron cũng được. Nếu bà con phun bình 16 lít thì bà con phun 25 bình trên phun 16 bình trên 1 hecta. Nếu bà con phun ron thì bà con phun là coi như 16 đến 20 lít nước trên 1 hecta, pha với liều lượng 0,4 lít trên 1 hecta. Cái kế tiếp là cái sản phẩm Newtec. Thì Newtec đây là một cái sản phẩm với phổ phòng trừ bệnh rộng. Sản phẩm Newtec 300SC sẽ giúp chúng ta đặc biệt là phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông, tức là thuốc dưới tác dụng của hoạt chất kép, nó vừa tác dụng phòng và trị cái bệnh đạo ôn cổ bông cũng như đốm vàng và lem lép hạt. Lợi ích của sản phẩm Newtec là đây là một trong những loại thuốc đặc trị phổ rộng, vừa có tác dụng phòng và vừa có tác dụng là trị bệnh, và thuốc có hiệu quả cao đối với bệnh đạo ôn, lem lép hạt và đốm vàng. Đặc biệt khi sử dụng cái Newtec, ngoài cái việc Newtec giúp phòng trị bệnh ra, thì Newtec còn giúp cho cây lúa mướt lá đồng khỏe của bông. Thời điểm chúng ta phun xịt Newtec thì bà con có thể sử dụng phun xịt Newtec bất kỳ vào giai đoạn nào của cây lúa cũng được. Thì để phòng trị một cách hiệu quả nhất, thì các nhà khoa học khuyến cáo bà con phun vào giai đoạn thứ nhất, là phun lần thứ nhất vào giai đoạn cây lúa đồng 1 ly, tức là cây giai đoạn cây lúa khoảng 35-40 ngày. Lần thứ hai phun vào giai đoạn trước trổ, tức là cây lúa khoảng 60-65 ngày. Lần thứ ba phun vào giai đoạn sau khi cây lúa trổ đều, là đây đâu đó khoảng cây lúa 70-75 ngày. Và liều lượng chúng ta sử dụng là, bà con sử dụng là pha 1 lít trên 1 hecta, tương đương với là 70cc trên 1 bình 25 lít, và bà con phun 15 bình trên 1 hecta. Thì đối với cái sản phẩm Newtec cũng như cái sản phẩm
Detectra, điều chúng tôi đều có sử dụng cái công nghệ mới gọi là công nghệ tia UV, tức là khi nhãn UV đó, khi bà con đem cái chai thuốc này ra dưới tác dụng của ánh sáng ngoài trời, và bà con sẽ thấy rằng là coi như trên cái nhãn chai của Detectra hoặc Detect có xuất hiện những cái dòng chữ, cái tên thuốc và cái dòng chữ Syngenta trên cái nhãn chai này, nhằm giúp cho bà con phân biệt được cái sản phẩm của Syngenta đang cung cấp cho bà con nông dân trên thị trường Việt Nam. Nhằm đồng hành và chia sẻ với bà con những cái khó khăn trong cái dịch bệnh COVID vừa qua, và giúp cho bà con nông dân một phần chia sẻ cái lợi nhuận, giúp bà con nông dân tối ưu hóa được khi sử dụng cái sản phẩm, thì chúng ta cũng đưa đến cho bà con chúng ta một cái chương trình đồng hành cùng nông gia. Thì chương trình đồng hành cùng nông gia này, thời gian áp dụng của chương trình bà con lưu ý giúp là từ 15 tháng 10 đến 31 tháng 12 năm 2021. Khi bà con đến bất kỳ cái cửa hàng đại lý nào buôn bán thuốc bảo vệ thực vật trong hệ thống phân phối của Syngenta, thì khi bà con mua 4 chai Newtech 500ml hoặc là 2 chai Relate Extra 250cc thì bà con sẽ được tặng ngay 10.000 đồng vào số điện thoại và bà con đăng ký khi mua. Và bà con sẽ nhận ngay một cái phiếu bốc thăm trúng thưởng ở ngay tại đại lý mình mua hàng. Và khi bà con nhận cái phiếu này thì bà con vui lòng, bà con điền họ tên số điện thoại cụ thể. Lưu ý phải có thông tin số điện thoại cụ thể để khi bà con trúng các giải lớn thì coi như công ty sẽ có làm thủ tục để trao nhận đến với bà con nông dân. Thì các giải thưởng bao gồm 8 giải đặc biệt là xe Honda Future và 38 giải máy phun thuốc, cũng như rất là nhiều cái giải thưởng khác. Trong đó có tới 1988 chai thuốc Newtech bà con sử dụng thử 500ml. Thì đó là cái phần trình bày chia sẻ với bà con chúng ta trong cái cuộc tọa đàm ngày hôm nay. Thì trước khi trả lời thì thay mặt cho đơn vị kính chúc bà con nông dân đồng bằng sông Cửu Long của chúng ta có được một mùa lúa vụ đông xuân 2021-22 đạt nhiều thắng lợi, năng suất cao, trúng mùa và được giá. Xin hết ạ. Cảm ơn kỹ sư Trần Thanh Hòa đã tóm lược lại chương trình cũng như là những cái nội dung chính của cái buổi tọa đàm ngày hôm nay.